Hi, chào tất cả các bạn. Thì sau một vài hôm vắng bóng trên YouTube thì hôm nay mình đã trở lại. Thì mấy hôm vừa rồi mình bận chuyển phòng trọ cho nên là mình không thể làm clip cho các bạn coi được. Hôm nay thì ổn rồi. À, các bạn có nhận thấy cái gì mới không nhỉ? Cạo râu rồi đúng không? Theo yêu cầu của một bạn khán giả trên YouTube thì mình đã cạo râu để đổi mới cái hình thức một chút. Thì hôm nay quay trở lại chương trình thì mình có mang theo một con tắc kè ở đây. Đấy, con này là cái con bụng vàng hôm trước mình giới thiệu. Đấy, thì anh ta vẫn chưa được thuần. Mới hôm nay mình chuyển nhà cho nên là chưa có thời gian được thuần nó. Nên là nó cũng chưa có thân thiện cho lắm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để nói về cái răng của con tắc kè và cái mắt của con tắc kè. Chúng ta sẽ đi vào trả lời hai câu hỏi là tắc kè có răng hay không và mắt nó có nhắm được không. Thì đây là hai câu hỏi của hai bạn khán giả trên YouTube. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây các bạn quan sát này. Ở đây á là cái miệng con tắc kè. Đấy, các bạn nhìn là nó có cái răng. Răng nó rất là nhỏ, nó nhỏ như là hạt cám thôi. Đấy, nhưng mà rất là sắc nha các bạn. Cho nên là khi nó cắn chúng thì sẽ chảy máu. Đấy, sắc, khá là sắc, nó giống như dao lam vậy đó. Đây, các bạn quan sát kỹ cái răng của nó. Rồi, mắt của tắc kè thì không nhắm được nhé các bạn. Nó chỉ có ẩn vào bên trong này thôi. Đây, các bạn nhìn là khi mình nhấn tay vào thì nó ẩn cái con mắt của nó vào bên trong. Đây, các bạn quan sát ở bên trong miệng của nó này. Đây, khi mà nhấn tay vào nó sẽ ẩn vào như thế này. Đấy, ẩn vào trong này. Rồi, tắc kè có tai. Còn tai của nó nghe được hay không thì mình không biết. Đây, các bạn nhìn thấy là nó có một cái tai này. Đấy, mắt của nó không bao giờ nhắm được. Cho nên là tắc kè lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là mở mắt trừng trừng. Khi mà nó ngủ thì mắt của nó hơi chìm vào một xíu thôi. Đó. Thì khi mà một con tắc kè nó khỏe mạnh thì mắt nó sẽ lồi ra như thế này. Đây các bạn nhìn thấy mắt nó lồi ra này. Đấy. Còn một con tắc kè bị yếu rồi á, thì cái mắt nó sẽ bị chìm vào trong. Mắt nó sẽ bị chìm vào trong như thế này. Là các bạn biết nó yếu rồi. Thì đối với những con tắc kè yếu rồi, nếu mà không có khả năng cứu chữa thì các bạn tốt nhất nên thả nó ra. Bởi vì nếu các bạn cố giữ nó thì có khi nó chết, như vậy sẽ rất là lãng phí. Đấy. Con này thì nó sợ quá, nó quýu lại luôn. Đấy, cho nên là những cái con nhỏ như thế này thì khó thuần, mà cầm nó không có sướng tay. Nhiều bạn là các bạn ấy thích mua rẻ, các bạn ấy hỏi mình mua con nhỏ. Nhưng mà nuôi con nhỏ nó không có sướng đâu, thì nuôi những con lớn ý to hơn gấp đôi thế này cầm nó mới thích. Đấy. Những con này thì nó lớn cũng rất là nhanh, nhưng mà được cái nó nhỏ cho nên là ngựa non háo đá rất là khó thuần. Rồi, thì đó là một cái clip để quay cái mặt mình lên để chứng tỏ mình nó còn sống. Thì trong cái thời gian tới khi mà đã ổn định được rồi thì mình sẽ review một số các cái con vật khác cho các bạn xem. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại.